Cây đa 700 tuổi bị mối ăn được truyền dịch như con người. Hàng trăm chai thuốc trừ sâu pha loãng được truyền vào cây đa ở Ấn Độ để giúp nó không bị hư hại do mối nhọt. Được đặt tên là Pillalamari hay Pillalamari, cây đa 700 tuổi ở Bahabunaga, bang Telangana trải rộng trên diện tích hơn 12.000 m2. Đây là trở thành cây đa cổ thụ lớn thứ hai trên thế giới và là điểm thu hút khách du lịch ở Ấn Độ. Tuy nhiên, do đã có tuổi đời quá lâu, cây đa đang bị mối tấn công mạnh khiến vài nhánh lớn nhất đã bị mục ruộng. Kể từ tháng 12 năm ngoái, người dân được yêu cầu không tiếp cận gần cây đa trong lúc các cơ quan chức năng nỗ lực tìm cách cứu nó. Ban đầu, các chuyên gia bơm một loại thuốc trừ sâu cực mạnh là Trilobirifos vào các lỗ bị mối ăn trên cây nhưng không hiệu quả. Vì thế, họ quyết định truyền trực tiếp các bệnh đựng Trilobirifos vào thân cây bằng hệ thống kim truyền. Phương pháp này cho thấy có tác dụng. Chúng tôi pha loãng dung dịch này và bơm vào các lỗ trên thân cây nhưng vô ích. Sau đó, chúng tôi truyền trực tiếp loại chất hóa học này vào cây giống như chúng ta đang truyền nước vào cơ thể. Chukka Gandra Reddy, nhân viên kiểm lâm huyện Mahabunaga nói với Times of India. Reddy cho hay các nhánh cây hấp thụ được dung dịch sau khi được truyền trong vòng 10 đến 14 tiếng. Phương pháp này giúp cho thuốc trừ sâu được truyền đi khắp thân cây. Những bức ảnh chụp bệnh nhân kỳ lạ đang được truyền hàng trăm loại dung dịch hiện gây xôn xao trên mạng xã hội Ấn Độ. Nhiều người cho biết họ thật sự ngạc nhiên khi phương pháp xử lý mối ăn bằng cách truyền dịch lại có hiệu quả. Hiện tại, tình trạng của cây đa đã ổn định. Chúng tôi đang hy vọng sau vài ngày nữa, nó sẽ bình thường như trước. Chúng tôi cũng dự định sẽ mở cửa điểm tham quan này cho người dân đến chiêm ngưỡng, sau khi bàn bạc với quan chức cấp cao hơn. Nhưng lần này, du khách sẽ phải đứng bên ngoài hàng rào để ngắm cây từ xa, ông Reddy nói. Đã mắt với nho cầu vồng nhiều màu tuyệt đẹp. Được biết, nho cầu vồng không phải là giống nho mới, cũng không phải là loài quả lai ghép nào khác. Do mỗi quả mang màu sắc khác nhau, nên nho cầu vồng thường khiến người ta nhầm tưởng rằng đây là sản phẩm lai ghép đặc biệt nào đó của con người. Tuy nhiên, trên thực tế, nho cầu vồng nhiều màu hoàn toàn là có thật. Nho cầu vồng không phải là loại quả lai ghép, cũng không phải giống nho đặc biệt. Đơn giản, chúng chỉ là những trái nho thông thường bắt đầu vào quá trình chín. Quá trình này xảy ra hoàn toàn theo tự nhiên, khi nho bắt đầu hình thành đường, đồng thời kéo theo sự thay đổi màu sắc của quả nho. Vào cuối quá trình chín, tất cả các quả nho lại quay trở về cùng màu giống nhau. Để có thể bắt gặp được những trái nho cầu vồng rực rỡ thì còn phụ thuộc vào từng giống nho khác nhau. Theo lý giải của các nhà khoa học, nho thay đổi màu sắc là do chất diệp lục thay đổi. Khi quá trình chín tiếp tục, quả nho trở nên thu hút động vật ăn quả nhờ mùi thơm và vị ngọt. Hòn đá phát ra tiếng lợn kêu. Hòn đá có niên đại hàng nghìn năm có tên là Trư Khiếu Thạch, đá lợn kêu, nằm ở khu du lịch thuộc thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo truyền thuyết, mỗi khi đất nước gặp tai họa hay dịch bệnh và những sự kiện lớn, hòn đá này liền phát ra tiếng giống như lợn kêu. Trư Khiếu Thạch còn được gọi là Thần Thạch, Kỳ Thạch, Linh Thông Thạch, có màu đỏ tía, hình vuông cao 3m, rộng 3m, dày 2m. Các lão nhân ở thôn xung quanh cho biết, năm 1937, trước khi phát xít Nhật tiến quân xâm lược Trung Quốc, Trư Khiếu Thạch kêu suốt một tháng trời. Năm 1949, trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, Trư Khiếu Thạch cũng phát ra tiếng kêu vui vẻ. Trước các sự kiện lớn như cách mạng văn hóa, Hồng Kông quay về Trung Quốc, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đăng cai thành công Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, những người thôn xóm núi sống xung quanh đều nghe tiếng kêu từ Trư Khiếu Thạch. Nếu là sự kiện lớn, Trư Khiếu Thạch sẽ kêu hàng chục ngày, còn nếu là sự kiện nhỏ thì kêu vài ngày. Người đứng trong bán kính 100m có thể nghe rõ. Khi đó, nếu chạm tay nhẹ vào đá, có thể cảm nhận được nó đang rung rẩy, kêu liên hồi, giống như có trong hòn đá đang có một chú lợn vừa chạy vừa kêu to. Nhiều người tin rằng Trư Khiếu Thạch còn có thể ban phước lành và bình an, tiêu trừ tai họa. Du khách từ Hồng Kông, Đài Loan, Singapore thường xuyên tìm đến Trư Khiếu Thạch để cầu nguyện, rồi tâm sự đủ chuyện buồn lo với hy vọng được hóa giải và được che chở. Ngắm nhìn nghệ sĩ xếp đá cân bằng không cần keo dính.
Người xem sẽ thấy kinh ngạc với những viên đá siêu to đứng chênh vênh trên một cục đá bé mà không hề bị đổ dưới sự khéo léo của các nghệ sĩ tại cuộc thi xếp đá châu Âu vừa được tổ chức tại Dubai, Scotland. Nhiều người đã phải nín thở khi xem các nghệ sĩ cẩn thận tính toán cách xếp đá để tạo ra những hình dạng không tưởng như phản trọng lực. Những viên đá tự nhiên với đủ hình dáng và màu sắc khác nhau đang được nâng niu tại cuộc thi xếp đá châu Âu tổ chức bởi nghệ sĩ James Cryby. Nhiều nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Áo, Tây Ban Nha và Pháp đã đến tham dự cuộc thi. James cho biết, xếp đá là một bộ môn thiền giúp làm sống dậy tâm hồn của người nghệ sĩ. Trong ngày đầu tiên, các nghệ sĩ phải thi xem ai xếp được nhiều đá nhất. Người chiến thắng ngày hôm đó đã thành công, sắp xếp thăng bằng cho 29 viên đá, kém hơn người chiến thắng năm ngoái 3 viên. Đây là cuộc thi xếp và cân bằng đá lớn nhất châu Âu cho những ai thích xếp đá. Người chiến thắng sẽ được hỗ trợ tài chính để tham dự cuộc thi cân bằng đá thế giới ở Leno, Texas, Mỹ. Từ việc phải bán hết gia sản rồi đi vay nặng lãi, đôi vợ chồng này đã bị dồn đến bước đường cùng phải làm một việc đau lòng để cầu xin sự giúp đỡ. Hai vợ chồng cho biết họ đã khánh kiệt sau khi chi gần 3 tỷ đồng lo thuốc men chữa bệnh cho con mình mắc bệnh bạch cầu, một phần trong số tiền đó là tiền vay nặng lãi. Hai con người đau khổ cầu xin sự giúp đỡ của người qua đường, đổi lại họ sẽ mua vui cho mọi người để cảm ơn bằng cách ăn đống cỏ mà họ đang quỳ lên. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Peer Video, người mẹ, cô Xiang Weiling nói rằng hai vợ chồng cô không có năng khiếu gì để có thể biểu diễn, nên đây là cách tốt nhất mà họ có thể làm để cảm ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ họ. Hai vợ chồng cô cũng đã phải vay mượn khắp mọi nơi, bán tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà. Đến giờ thì họ không thể nghĩ ra cách nào khác để có thể có tiền trang trải cho việc điều trị đắt đỏ của con. Cô Xiang chia sẻ, con trai cô dù mới 9 tuổi đã nhận thức được việc mình bị bệnh nan y và cảm thấy đó là một gánh nặng cho cha mẹ. Khi thấy cha mẹ phải sử dụng hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho mình, cậu bé đã kiên quyết nói bố mẹ hãy từ bỏ và sinh đứa con khác. Câu chuyện đau lòng của cặp vợ chồng này đã lan truyền nhanh chóng ở Trung Quốc sau khi hình ảnh và video xuất hiện ngày 5 tháng 11 cho thấy họ ăn cỏ để xin tiền tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Họ đặt một tấm bảng bên cạnh để kể lại hoàn cảnh đáng thương của mình. Họ đến từ một ngôi làng nông thôn ở tỉnh Hồ Nam, cả hai đều thất nghiệp và không có thu nhập. Con trai của họ đã trải qua quá trình cấy ghép tủy xương. Tuy nhiên phổi của cháu bé lại không nhận các tế bào mới dẫn đến bị nhiễm trùng. Đôi vợ chồng cho biết con trai của họ cần điều trị thêm nhưng họ đã hết tiền. Họ viết, xin hãy mở rộng cánh tay của bạn để cứu đứa con 9 tuổi của chúng tôi, cùng với hai hình ảnh cho thấy đứa trẻ bị bệnh trầm trọng trong bệnh viện. Họ cũng để lại thông tin tài khoản của họ để mọi người có thể gửi tiền. Một nhân viên từ bệnh viện Yanda ở Hà Bắc, nơi Quang Han đang được điều trị, xác nhận hoàn cảnh của cặp vợ chồng với Peer Video. Người cha 34 tuổi, tên là Quang Nenyong, từng làm thợ xây nhưng mất việc do sức khỏe kém. Trang tin tức 163.com của Trung Quốc cho hay. Cô Giang khóc kể rằng con trai họ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính từ tháng 3 và họ đã chi gần 800.000 nhân dân tệ, tương đương 2,8 tỷ Việt Nam đồng để điều trị cho con. Cô cho biết, để chi trả cho các hóa đơn viện phí, họ đã vay 250.000 nhân dân tệ, khoảng 860 triệu đồng, trong đó có 50.000 nhân dân tệ, 171 triệu là tiền vay nặng lãi. Ông Quang khẩn khoản, để cứu con trai chúng tôi sẵn sàng chịu đựng bất kỳ khó khăn nào. Tình cảnh của họ đã khiến nhiều người cảm động. Đã có những tờ 10, 20 nhân dân tệ được tặng cho đôi vợ chồng đáng thương này. Câu chuyện của gia đình họ đã khiến người dân Trung Quốc thương cảm. Đã có gần 100.000 ý kiến đã bình luận trên 163.com. Nhiều người có thiện chí cho biết họ đã tặng tiền cho hai vợ chồng và dặn họ giữ sức khỏe. Kênh Mail Online đã liên lạc với cô Xiang, tuy nhiên cô đã từ chối và giải thích rằng con trai họ không biết họ đã vì cháu mà đi xin tiền trên đường phố như vậy.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!